Sau khi mình cài được cái môi trường của Vue.js thì chúng ta sẽ vào tạo một cái dự án mới. Đây, dự án mới của chúng ta. Chúng ta sẽ cài đặt, dùng lệnh này để chúng ta cài đặt dự án mới. Chúng ta vào terminal. Chúng ta dán cái lệnh này vào. Rồi, đến đây nó sẽ hỏi cái project name của mình. Hồi nãy thầy đã làm một cái là view, thì bây giờ thầy có là view 1 đi. View 2, view 1 gì đó tùy. Hoặc là new project, hoặc là hello world gì đó tùy các bạn. Tạo một cái dự án mới. Tên. Và nó sẽ hỏi mình là chọn ngôn ngữ nào. Trong này có Vue, có JS, có Serverless, có tùm lum thứ, có Angular. Thì các bạn sẽ chọn Vue. Dùng mũi tên lên xuống để chọn ha. Enter. Và cái ngôn ngữ chúng ta chọn JavaScript. Kịp chỗ này không? Enter hết. Như vậy sau khi mà chúng ta tạo dự án thì nó đã tạo cho chúng ta một thư mục ở bên này. Tạo một thư mục ha. Nó có sẵn ở đây. Source của mình nó đang có ở đây một cái component. Thì sau này mình viết các cái trang mình bỏ vô trong component. Và lúc mà mình gọi thì mình gọi ở bên cái application Vue.js. Thì ra nó giống như là trang home vậy đó. Ở đây là các trang con. Thì ra rồi dự án của mình như vậy. Và lúc này thì cái code Vue.js này mình không có chạy trực tiếp mà mình phải dịch dịch nó. Như vậy chúng ta sẽ có cái lệnh tiếp theo là cd, là vào cái thư mục của dự án. Cái lệnh này là lệnh của dot ha. Như vậy chỗ này mình sẽ gõ lệnh cd view 1, tại vì mình mới tạo một cái project là view 1. Enter. Sau khi mình vào đây thì mình sẽ gõ thêm một cái lệnh nữa để nó cho phép mình cài thêm cái npm vào. Enter. Đối với dự án của mình lần đầu tiên chúng ta mới cài. Còn nếu mà chúng ta đã cài rồi thì những lần sau chúng ta vô chúng ta code thôi. Chúng ta không cần cài gì thêm. Rồi, sau khi cài, nó thông báo đã cài xong, add tổng cộng là 30 cái package vào trong dự án của mình. Và cài đặt xong như vậy, thì chúng ta sẽ gõ cái lệnh để chúng ta chạy dự án. Và lúc các bạn chạy dự án thì nó cho các bạn một cái địa chỉ localhost chạy trên cổng 1573. Các bạn nhấn Ctrl click chuột vào đây thì dự án của mình đã chạy Vue.js. Được chưa? Đây, dự án của mình đã chạy. Đây là dự án đầu tiên mà chúng ta sử dụng code của Vue.js để chúng ta thực hành. Các bạn làm xong ở chỗ này